Hello các bác. Và hôm nay lại tiếp tục về thêm được một em nữa để cho anh em vào cái bộ sưu tập xe khủng của mình. Đó là chiếc Sanyong Jackton, một chiếc xe mà nó khá là trâu bò. Hai cầu, số tự động, động cơ 3.2, xe trang bị ABS đủ 4 bánh, có hệ thống ESP cân bằng điện tử, có hệ thống hỗ trợ đổ đèo anh chị nhá, sấy gương, sấy kính. Đó, điều hòa ô tô tự động, hai túi khí an toàn và tích hợp chế độ rảnh tay full trên vô lăng luôn. Đây anh em ạ. Thì chiếc này là sản xuất năm 2009, trang bị cái khối động cơ là 3.2 anh chị nhá. 3.2 số tự động, hai cầu. Và chiếc này nó option nó rất là nhiều. Và đây là một chiếc xe mà nó zin từ nội thất zin ra. Đấy, rất là hiếm mua được một em Jackton này. Đấy, đã ra tên tư nhân biển Hà Nội rồi. Giữ nguyên được bộ ghế lỉ này. Đó, giữ nguyên được bộ ghế lỉ các bác ạ. Rất là đẹp. Âm thanh của em nó nhá. Âm thanh nghe rất là hay. Đấy, điều hòa auto tự động. Đó. Với cái cửa tiền và đang được bên em chào bán với mức giá là 225 triệu. Đây, tên tư nhân biển Hà Nội anh chị nhá. Một con xe mà nó dày lắm, nó cứng lắm. Con xe này thì anh chị nào mà đi off-road thì rất là sướng luôn. 225 triệu đồng. Xe trang bị này, đèn bi xe lông này. Đó. Cái dòng Sanyong Jackton này là một cái dòng xe mà nhập khẩu nguyên chiếc. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc anh chị nhá. Đấy, với khối động cơ 3.2, cả có chế độ S-Sport này. Sport thể thao đàng hoàng này, đủ hết anh chị nhá. Đó. Vô lăng rất là đẹp luôn. Cái dòng này đi sướng lắm. Em phải công nhận dòng này nó đi nó khỏe và nó sướng. Đấy. Nói chung là gương kính cụt xòe đầy đủ hết, chả thiếu cái gì cả. Chỉnh mặt gương đầy đủ 4 tổng hướng loa ngoại kính. Đấy, đây vẫn là còn cái báo động với cái đồ ngày xưa của dòng xe ngân hàng. Thì cái con xe này tiền thân của em nó là xe chở tiền nhá. Xe bây giờ đến bây giờ thì ngửi vẫn còn toàn thơm mùi tiền nhá. Đấy, táp lô táp ly các bác này, những cái đồ nhựa này, những cái tiểu tiết này. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Đấy, không bong chóc, không gãy xe. Đây, không hề báo một lỗi nhỏ. Đấy, không hề báo một lỗi nhỏ nào cả. Và đây, táp lô của nó rất là đẹp luôn. Cam kết với anh em máy zin không tai nạn, không đâm vai, ngập nước gì cả. Đấy, lỗ máy rất là êm luôn. Bác nào mà mua con này về có dán bộ tem của Fortuner vào nhìn cũng rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn chưa? Táp ly của em nó rất là đẹp luôn. 225 triệu đồng. Mà cái dòng xe này nó là một cái dòng xe nó khá là khỏe, nó khỏe cực kỳ luôn đấy ạ. Keo chỉ của em nó này rất là đẹp. Dàn lốp mới nhá. Cái dàn lốp này thì nó rất là lợi cho anh chị, bởi vì là 4 quả lốp này nếu anh chị mua mới tinh thì nó rơi vào tầm khoảng gần 20 triệu. Nhưng 4 quả lốp của em này nó lại là quá mới rồi, và chỉ việc đi thôi. Đấy. Và thứ hai là cái cua lốp, tất cả hệ thống treo của nó, cái dòng này nó chắc chắn lắm. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Tôn vỏ của nó này, có loại này cách âm thì nó thôi rồi luôn. Đấy, không ấn được luôn anh chị nhá. À, những cái dòng xe khác ví dụ như Mazda CX-5 mà cầm tay ấn như này thì chỉ có bẹp nhúm thôi. Tên tư nhân biển Hà Nội này, bác nào về tên Hà Nội không mất 20 triệu tiền biển này. Đấy, quả cốp sau quá đẹp luôn. Đây, 225 triệu đồng. Em này thì nếu mà quả cốp sau này nó rất đẹp. Cái cốp đằng sau này tiền thân của em nó là xe chở tiền. Đấy, tiền thân là xe chở tiền nên là đã được tháo két sắt rồi, ra tên tư nhân rồi, xe không niên hạn. Hai cầu, số tự động, động cơ 3.2. Đấy. Hệ thống treo của nó này. Đây các bác nhá. Đấy, khung gầm sàn này. Cầu này. Đấy, sáng choang luôn nhá. Đó. Ống xả này. Mới tinh luôn. 225 triệu đồng, em Jackton. Đấy, bật lên xuống này. Đó. Thì rất là đẹp nhá, form dáng rất là căng luôn. Đấy, tầm tiền nó khá là hợp lý để cho anh chị về trải nghiệm. À, đi lại, đi đường xa, đường rừng, đường núi, đồi núi. Khá ok. À đây rồi. Đấy. Máy lổ rất là êm. Máy dọc hai cầu.
máy êm cực kỳ luôn. Các bác nghe tiếng máy của em nói nhé, máy đúng lỗ êm như chó thở luôn ấy. Đó, ABS 4 bánh này. Đấy, phanh ABS, hai túi khí an toàn. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết cả xe. Xe còn rất là đẹp luôn. Đây các bạn. Đó, keo chỉ này. Rất là đẹp. Cabo ABS à. Xe mới về nó hơi bẩn một chút nhưng mà cái này rửa là sạch thôi. Đây, máy móc của con này thì ok, quá ok, máy số quá ok luôn. Máy nổ phải công nhận là máy con này nổ êm. Đúng, công nhận nổ êm thật. 3.2 mà máy nổ, kể cả tiếng quạt gió điều hòa không vù 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 luôn. Và xe thì cam kết với các bác là không có tai nạn đâm xô gì cả. Rất là chắc chắn, làm thử một vòng cho anh em nhé. Đấy, vào nếu mà vào trong xe mà đập vào cái mặt mình có nội thất mà nó quá là đẹp như này. Nội thất này, xung quanh của em là vân gỗ này. Đấy, đầy đủ này. Đó, chế độ sport này. Đấy, điều hòa auto tự động này. Đấy, âm thanh nghe nhạc đầy đủ này. Sấy gương này, sấy kính sau này, hỗ trợ đổ đèo này. Đấy, ESP cân bằng điện tử này, chống trơn trượt này. Đầy đủ hết này. Đó. Và đây là gạt mưa sau này. À, gạt mưa này. Chế độ gạt mưa này. Nhiều lắm. Vô lăng này. Đó. Tích hợp chế độ rảnh tay. Gương kính. Rất là đẹp luôn. Và cửa tiền 225 triệu đồng em này nó quá là hợp lý rồi. Đấy, nội thất đẹp luôn, cực kỳ là đẹp và rộng rãi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm thử vòng nhé. Các bạn nhìn này. Số vào rất nhẹ nhàng luôn. Đó. Cực kỳ nhẹ nhàng. Cái dòng xe nhập khẩu khác, sản xuất năm 2019 cơ. Sản xuất năm 2019. Đấy, tên tư nhân biển Hà Nội. Về tên Hà Nội không mất 20 triệu tiền biển, giữ nguyên biển. Và về tên thành phố Hồ Chí Minh cũng không mất 20 triệu tiền biển. Đấy, cửa tiền cực hợp lý cho em này. Máy số phóng rất chất luôn. Phải công nhận là con này nếu mà tăng tốc thì về với X5 thì đúng là chắc là nó phải ngang nhau. Chính xác là độ vút của con này nó chất thật. Gầm bệ chắc lịch luôn, không một tiếng động lại nhá. Đấy, vô lăng này, cầm rất là chắc chắn luôn. Đó. Đường hơi đông một chút nên là không thể phóng nhanh được. Nếu con này mà phóng nhanh thì nó là tuyệt vời rồi. Đóng trên cao tốc mà đổ cua mà lách lách sang đường thì con này nó chắc lắm. Không sợ về vấn đề lảng xe hay là bay xe. Một dàn lốp mới cho anh em. Đó, hai túi khí an toàn. Hai cầu, số tự động, máy xăng. Đó. Rất là hợp lý, công nhận gầm người chắc. Gầm chắc thật. Đi không tiếng động luôn. Máy số rất ổn. Chuyển số rất là mượt mà. Công nhận chuyển số mượt mà, không giật cục. Đó, chuyển phát nào ra phát đấy luôn. Rất nhẹ nhàng. Rồi, ok. Bác nào quan tâm đến con Sanyong Tekton này. Một con xe nó khá là bền. Nó khá là châu bò của Hàn Quốc. Đó. Xe là xe nội địa Hàn Quốc mà. Những cái dòng nội địa của Hàn Quốc thì các bác đừng có chê làm gì cả. Việt Nam không có cửa, nói thẳng thế. Bác nào quan tâm alo cho em nhá. 0358286286. Em Duy Quang, ô tô chất. Và đồng thời nếu anh chị nào đang có những cái mẫu xe mà muốn đổi nhá, thì cứ alo cho bên em sẽ nhận đổi mẫu xe này hoặc tất cả những cái mẫu xe của cửa hàng với mẫu xe của anh chị. Đấy, của các đôi bên cùng cảm thấy hợp lý là đổi nhá. Nếu đây là lần đầu tiên mà các bác theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em thì cho em xin một nút đăng ký kênh nhá. Và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhá. Đó, ok anh chị. Rồi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những video lần sau nhá. Tại salon bên em hiện tại còn rất là nhiều xe luôn. Có giá tầm tiền từ 100 đến 400 triệu đồng. Đấy, giá rất là phải chăng cho anh chị lựa chọn nhá. Đấy, salon bên em đây. Rất là nhiều xe. Đó. Toàn những cái mẫu xe mà cảm thấy rất là hợp lý. Tầm tiền 100-400 nó rất là dễ mua. Rất là dễ mua anh chị nhé. Ok. Đấy, đẹp sáng choác luôn. Rồi. Đó là quan tâm alo cho em nhé.